tới xíu. Ok, đây rồi. Mình sẽ trang trí. Ô, có cái chuông không? Ok, đây là mít tới vịt rám nắng. Ổng từ con vịt vàng với thành con vịt cao luôn. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với... À, trời. Mấy tập phát mình này, mình tự mình té luôn chứ. Mới ghê, mới đau chứ trời. Oh no. Rồi và Timmy cũng té luôn. Ok anh em, thì hôm nay anh em cũng đã đọc tiêu đề thì anh em cũng biết là hôm nay mình sẽ đi cắm trại ở đâu đúng không trời? Từ sắp mặt thêm lần nữa rồi đậu không? Sắp tới leo lên là té ta, thôi khỏi đừng leo nữa, té chết sắp mặt mấy lần rồi nè. Nhưng chưa gì là thấy chết hoài đó. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục với video thử thách cắm trại. Thì có nhiều bạn bảo mình là anh ơi hãy cắm trại trên trời đi anh. Thì ok, bọn mình sẽ cắm trại trên trời. Mà hôm nay rất là tiếc là sẽ bị thiếu một nhân vật, đó chính là anh Mr. Vịt. Bởi vì anh Mr. Vịt đã bận rồi, cho nên là bọn mình chỉ có là mình với lại Timmy thôi. Thì bọn mình sẽ cố gắng làm một video thật là hay cho các bạn xem nha. Ok, thì ba đang cố, ba đẩy mình xuống đây nè. Gì đâu vô văn quá đậu phộng. Ok, thì bọn mình đang sống ở trong một cái rương nè anh em. Thì cái rương đang nằm trên trời cũng là bọn mình đang cắm trại trên trời đúng không nào. Ok, bắt đầu thôi nào, để mình xem coi. Thì ủa rồi, cái công việc đầu tiên chúng ta sẽ làm gì vậy Timmy? À giờ chúng ta cứ ở đây rồi chúng ta đợi ngày qua ngày trôi qua, rồi sau đó chúng ta chết già chết mòn gì đói tào lao. Bây giờ chúng ta sẽ sinh tồn đây. Từ từ để mình sẽ dọn hết cái bãi cỏ ở đây cái đã. Ôi hoa đồ tùm lum nè, trời ơi lộn xộn không. Ai nó nghe nè Phong. Hả gì? Trong nè. Ủa trong đưa này có đồ nè, dung nham với lại nước nè. Cho tôi cái gì à? Cho tôi, tự nhiên đưa tôi cái này tao lao. Lại Timmy, Timmy, lại đây tôi nói nghe này nè. Cái gì? này thì đưa. Trong đây đánh không được đâu. Trời ơi, đây từ mình sẽ đào đất này ra cái đã. Ờ Timmy lại chặt cái cây kia giùm tôi. Tôi làm mấy cái sản, mấy cái rượu mà. Để mình sẽ làm cái chỗ để mình farm đá nha anh em đó. Trời ơi. Là Giáng sinh tự nhiên có cái chuông như cái này luôn á. Thì Giáng sinh người ta phải trang trí đồ Giáng sinh lên như cho nó đẹp chứ. Ôi có cái chuông nó kìa, tí nữa chúng ta sẽ lấy cái chuông chúng ta trang trí. Ở đây. Chinh cơ beo cái đầu con yêu. Lao quá. Ok rồi, để mình đổ nước xuống đây nè, sau đó mình sẽ đổ chung nhau qua đây. Nhiều lắm, ở đâu hết trơn rồi. Ủa? Rồi được cục đá nè ngon. Ủa gì vậy? Gỗ đâu? Ơi bà lấy là bà chờ bà lụm lại mầm cây nha, không thôi là không còn gỗ đâu mà xài. Ở trong cái rương nó có cái mầm cây á. Đâu trong rương có hả? Ừ. À đây có cái mầm cây nè. Rồi có hạt giống nữa nè, rồi bí ngô dưa hấu nè, ơi có thịt gà nữa, trời ngon. Để mình xem cái đã, để mình lấy thịt gà mình ăn cái đã. Gì cho người ta ăn chung với coi ý lụm được hạt giống nè. Rồi để mình xem coi, mình sẽ làm một cây cây à. Từ từ, tôi hết gỗ rồi, quăng tới hết gỗ đi. Tôi đâu có gỗ, à tôi có gỗ nè, để tôi làm. Ui cái... trời tối rồi nè, giờ mình trong đây có đuốc gì không vậy? Nè, gỗ này, gỗ nè. Đưa cho một nửa đó. Ok, từ từ, tôi chế cho Tim. Ủa, vậy hay Timmy tự chế cái sản đi nha. Ủa là sao? Tự chế cái sản trồng cây đi nè. Đó, phân á. Tôi chế sản rồi. Lấy phân để kiểu mà để mình cho cái cây nó mọc nhanh lên á anh em. Ok, để mình làm đồ bằng đá. Tôi không xới đất được ông ơi. Ủa sao không xới được? Thì không được nè. Chuột phải xuống. Thì chuột phải rồi. Nào, vứt cái tôi, Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Đây không làm được. Oh no. Bị lỗi gì rồi? Bạn nói chơi hải vụ rồi thôi. Ok ông đào đá đi. Đâu mình thử mình làm cúp bằng đá coi, biết đâu làm cúp bằng đá mới được ta. Đúng rồi, có khi nó hải vụ cho mình đó. Để tôi xem thử coi. Bà cũng làm một cái chỗ để đập đá đi. Chứ có một chỗ hai đứa dùm sao được. Đây tôi làm cho Timmy một chỗ nè. Ở đây mình sẽ. Ui sáng nữa mình rơi xuống dung nham là mình sẽ đào một cái đường cho Timmy bà làm luôn. Bà phải làm phụ mình chứ một mình làm thì bà Timmy bà ngồi không thì bà sẽ lười á anh em ạ. Đi ra để tôi làm cho đậu phộng. Cái này lắp lại. Ai biết đâu người chỉ người ta chứ trời. Ở nè đào đi. Tôi cảm thấy giống như rồi xong rồi. Khoan từ, tôi có cảm giác nó sắp lắp hết luôn cái đống dung nham này lại luôn rồi. Ok rồi đào đi. Vậy cho dễ. Rồi vậy sao lụm? Thì mình đứng xuống dưới mình lụm. Ok phải. Nè, đứng chỗ này nè, đứng chỗ này nè, đào xuống. Ông hay rồi xuống đi. Rồi gì nữa ra va chèo cho tôi chết sao? Rồi mắc cục đá luôn rồi.
Đâu, đừng có để cho nó rơi vào, đừng có để cho nó rơi vào dung nham là đâu có mất. Ok, làm chụp lụm nè, nó đã rơi cái tủng vô trọng rồi. Làm xong rồi làm thành một cái... ui ui giờ ui ông già Noel kìa, tiếp mấy ơi ông già Noel kìa. Ơi ước ước gì ông già Noel, ông đến không phát quà chứ ông phải là ông bột đâu. Ước để là mình phải lấy một ít cái gì ta, kinh nghiệm để mình kiểu mà mình cho ông già Noel để kêu ổng cho mình đồ mới được, để xem coi mình không có quà kinh nghiệm. Ông đâu có đồ gì đâu mà. Ok anh em, thì mình mới vừa thoát ra mình lấy ít cái pháo hoa trời sáng này để cho trời sáng lên cái tối quá. Ok trời sáng rồi, ông già Noel đi đi ông. Đây. Ờ nè Timmy, quà Giáng sinh cho Timmy nè. Ê nó nghe nè, ông còn gỗ không? Đặt quà Giáng sinh đi, coi coi trong đó có gì. Có thể nào rớt ra mấy cái gọi là gì ta. Ơi có kẹo nè. Có, ơi nè Timmy, mấy cái kẹo này mình ăn được á, mình ăn được á. Kẹo này đâu ăn được đâu ba. Được, nè coi nè. Nè nhìn nè, cục kẹo tôi cầm trên tay nè, thấy không. Ăn nè. Đó, được được nhảy cao nè, ghê không. Wow, ơi. Chết giờ đậu hỏng cái này nhảy cao quá chết á. Đây từ để tôi làm một cái cúp bằng đá. Thôi kệ, mình cứ để ông già Noel ông đứng đó để ông chơi chung mình. Ơi nè tôi được cái kẹo đó nè. Quả cầu tuyết có ăn được không, để ăn thôi. Cái này là gì? Ui tiếng mi nhìn tôi nè. Tôi bự chưa? Ui tôi phóng ông vô cái ông bài mấy cái đống tuyết lên luôn. Đợi tôi vô tôi đào cái đống này. Thôi tự nhiên tôi ăn cái cây kẹo xong rồi tôi bự lên luôn. Cái này đúng là quà của ông già Noel, tàn quá gì đâu. Chẳng cho coi ông già Noel lần sau đến có gì tặng con chiếc Lamborghini nha, hoặc là cái iPhone X nha, con không có xài cái này đâu. Ba cái viên kẹo này con có hết rồi. Tôi ăn đi kẹo vô xong tôi biến thành về luôn không. Mà biến thành nhỏ xíu còn tôi biến thành bự trong nhà luôn. Anh em nhìn nè. Mà Timmy mà có chút xíu còn mình bự. Vãi nồi thật, mà Timmy mà có chút xíu à. Giống như kẹo anh em nhà lùn với lại mập cái gì ta, gọi là gì ta? Cao. Cao ốm gì đó. Ừ. Mập lùn gì đó ai biết đâu. Để tôi đào một ít đá cái nè. Ê tôi nghĩ là mình xây cái lều đi, ráng đào đá xây cái lều nè. Xây cái lều bằng đá luôn hả? Đâu không? Mà tôi nhỏ xíu vậy, tôi xây nhỏ xíu vậy rồi. còn tôi bự trong dù. Đó Timmy lại đứng vô coi Timmy. Mấy bạn thấy sự khác biệt về chiều cao và cân nặng không á? Đó, thấy không? Đứa hình như kiến vậy. Mình thì bự như chầu dồ, còn Timmy bắt mấy chút xíu như con kiến vậy. Vậy? Hình như là mình bị vậy là mình bị luôn á không? À, không, có tí à, tôi còn mười mấy giây nữa tôi... À, tôi gết! À, no, Đạo Phộng, tôi xém chết. Tôi hồi mẫu. Trời ngu. Bây giờ tôi đào cái cây này cái nè. Thì mình đã được 17 cục đá. Bây giờ mình sẽ làm tiếp để mình xây được cái lều. Mình có cái lều là mình cắm trại được rồi mấy bạn. Đúng tiêu chuẩn cắm trại trên trời như yêu cầu của tất cả mọi người. Để tôi đi qua bên tôi qua bên kia tôi đào khoáng sản. Tôi thấy ở bên ở bên đâu đó. À bên kia kìa, bên đây nè, có kim cương rồi gì nè. Mình sẽ qua bên đó mình lấy nha anh em. Đây. Tại sao không phải là tôi là người đi qua mà ông là người đi qua kìa? Ủa bây giờ tôi có mấy cái block này thì tôi đặt tôi qua thôi. Đây coi lóc kẹo nè, mình sẽ lấy lóc kẹo và lóc đất để mình đặt. Ê tại sao tôi không ăn sô cô la được? Ăn được, bà đừng có để xuống dưới đất, bà cầm mà dên trời á bà mới ăn được. Đây. Không ơi, Phong. Hả, gì? Bye bye Phong. Gì? Ơi đẩy được chắc ơi, liêu đẩy được ơi, trời dễ giết được tôi. Thôi đập cục đó đi, tôi còn cục khác tôi đặt ra, trời dễ giết được tôi. Mình hết rồi. Tiếp đi giáo viên đậu phong. Ok bạn, thì cái chỗ mất hết đồ rồi nè, không tin được luôn. Ơi đồ tôi mất hết rồi nè đậu phong. Phá hoại không à. Đưa hai cái que đây. Trời ơi, đồ tôi cũng không có nữa nè, có đâu đưa cho bà. Rồi xong luôn. Ý lượm được một hạt giống nè, đó đúng rồi. Đây trời. Ê, cái gì? Cho tôi mấy khúc gỗ lại đi, cho tôi mấy khúc gỗ lại. Tôi còn có hai. Ơi có cái gì, có cái rương nè. Ui, lóc kim cương nè, đồ tùm lum luôn. Rồi mình trên bên đây có cây hay cối hay gì không ta? Để mình xem. Không nhường cho mình được một miếng luôn. Vô ghen quá. Đây tôi qua tôi làm đồ kim cương cho bà nè. Thiệt không á?
Đây tự tự làm cho. Ê, đụng được cái chuông Giáng sinh. Ủa còn còn cái sản nào không vậy? Riết là tôi hết đồ luôn rồi, không còn cái gì luôn. Hồi bởi tôi mới kêu ông là tôi gỗ tôi làm cái sản để tôi trồng hai cái cây vô á. Cho cái tật phá. Ui đây, mình có sắt nè, mình khỏi cần nung luôn, mình có sắt sẵn rồi nè. Mình sẽ làm một cái cúp sắt. Bà Timmy có lấy không? Cho tôi lấy. Đây đây, từ từ để tôi làm. Nè. Đâu? Đó. Đúng rồi, hãy cho chế cái sẻn nào. Sẻn tôi trồng cây cái đã, từ từ. Ôi, bên này có gỗ luôn nè. Có hả? Có cả một nửa tách gỗ luôn. Ở bên này có cà rốt luôn, lụm cà rốt. Đó rồi, đây mình qua bên đó với bà Timmy coi, không biết bà kêu gì bên đó có gì tùm lum đồ, mình qua mình coi thử coi. Qua đây, đó để tôi trồng lại, trồng lại. Wow, ở bên đây lúa đồ nhiều vậy. À, hai con bò nó làm quen với nhau. Đây, từ mình sẽ làm thịt mấy con này luôn. Trời, đừng phải phối giống cho tụi nó chứ. Mình phải làm thịt để mình có thức ăn chứ, mình đang sinh tồn ở trên trò chơi mà. Giết hết luôn. Ủa, phải tính ra ông phải để cho tụi nó sinh sản chứ. Kệ mà nó, tôi không biết, tôi giết hết. Thì tôi có thức ăn, tôi sống. Chúng ta chỉ sống có một ngày thôi mà, Kệ đi. Ok, vậy đồ xác nó. Giết nó đi. Ông đừng có phá cái gì tôi mới vừa trồng lại chứ. Trời ơi, mình sẽ đem ok mình trồng luôn. Ok. Mình đắt con gì nhỏ xíu mà muốn trồng cái này thì trồng cái kia. Đây. Ok, đi qua. Hả? À, để tôi coi. À thôi, để tôi đi lên đi. Tại vì tôi biết trong này nó xấu quá à, không có gì hết trơn. Đây. Ê, còn con heo nè. Giết nó đi. Rồi tôi quay tôi ơi cái cây lớn lên, trời ơi lớn rồi nè. Còn con gà mổ đầu mày luôn, đúng rồi. Để mình xem coi, bây giờ mình sẽ làm đồ, để xem coi mình sẽ xây cái nhà. Phải đợi từ từ mới lết lên được chứ. Đó. Xây nhà hình con vịt. Ê Timmy, tôi làm cho bà một ít một cây rìu bằng sắt, bà qua bà đào tôi một cái cấp bằng sắt mà bà đào phụ tôi nha. Thì lên đi rồi ba phụ tôi kiếm đồ, kiếm nguyên liệu xây nhà hình con vịt. Okay. Con vịt rám nắng mặc ú, chúng ta sẽ làm thịt nó. Quá đáng. Đây, không có mít vịt thì chúng ta sẽ làm thịt vịt. Chúng ta sẽ xây tượng con vịt để kiểu mà đủ bộ ba bá đạo luôn, phong cận Timmy và con vịt. Hay. Bây giờ tôi đang chờ đợi để tôi được đi lên. Mà lên là 8 kiếp sau rồi mới lên tới nơi chắc. Nhanh. Lên xong. Bây giờ ông thấy con vịt đi đợi tôi lên là ông kết thúc video là vừa. Đậu phộng. Mà đang bơi lên từ từ kìa anh em. Mình mệt thiệt chứ. Mình vẫn đang cố gắng lết lên em mấy bạn. Rồi, mình đã đủ nguyên liệu. Mình nghĩ là hy vọng mình sẽ đủ nguyên liệu để xây con vịt khổng lồ. Sau đó mình sẽ đánh lửa xung quanh để nướng lên. Mình nghĩ là mình sẽ lắp cái đống dung nham mình lại thôi, để nó nguy hiểm lắm anh em ơi. Tôi thấy là ông cứ hạ build con vịt trước đi, đừng đợi tôi. Đợi tôi lên là xong con vịt lại hợp. Đây, đang build đây. Ok, xin nè. Nếu bây giờ tôi rớt xuống dưới một cái, đảm bảo với ông là trong map này sẽ còn một mình ông, cắm trại một mình ông trên trời. Đừng làm rối kịch của tôi. Đậu phòng tôi mệt lắm rồi. 1, 2, 3, ok đủ nè, lên 4 ô lên đi. Ok anh em, thì mình đã xây lên tới nơi rồi đây. Bây giờ mình sẽ xây mắt mũi miệng cho con vịt bé tí của chúng ta. Con vịt này bự thù lù luôn chứ bé tí gì. Tôi không biết ông xây con vịt làm sao mà tôi đoán, tôi nghe ông vịt tả với lại tốc độ ông build là tôi biết con vịt đó nó xấu, cực kỳ xấu luôn. Xấu, lên đây coi đi, xây đẹp vô kêu xấu kìa anh em. Đây để mình xem coi. Đây là con vịt đó hả? Đúng rồi á, con vịt đó. Ok, phi lè. Đây, okay, hai con mắt của con vịt nè, từ từ. Đó. Đó, hai con mắt của con vịt nè. Sao lại hai con mắt vậy? Từ từ, tôi xây. Đây đó. Rồi, đi ra Timmy, đi ra đây. Ủa, tôi đang đắp. Ê, sao con vịt nó bị ở khói u trên đầu. Từ từ, để mình đập này ra. Giống như con vịt đeo kính vậy, vịt cận.
Thì con vịt mình xây con mắt nó vậy, con mắt nó chố nhìn ghê quá à. Đậu phộng. À con vịt bị cận rồi, ok phi nè. Rồi giờ mình sẽ xây cái cánh cho vịt nè, trời ơi. Đây tôi cũng đó. Xây cái cánh cho con vịt à. Thì chúng ta cứ bay bình thường thôi. Được rồi, ôi ôi cái cục này đập ra, cục này đập ra. Hả? Đây. Đừng, đừng. Như đây thôi. Ủa cái cánh. Đập cục này nè. Cứ đã xây, xây rồi. Xây đập sao? Vậy mới đúng là cái cánh của ổng nè. Thì cái này như cánh của con gà quay vậy. Ừ thì cái cánh ổng có vậy thôi mà. Đậu phộng, cánh người ta xây đẹp đó. Đó, đó, cánh vậy thôi chứ muốn gì nữa. Ờ thôi cũng được. Này, ok. À phải phải phải, để mình làm cái cửa. Mình xây ổng làm cái nhà luôn mà. Ra 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 ra, đây mình đào. À đúng rồi. Ok, mình đã có được cái nhà rồi anh em ơi. Đậu một cái nhà. Thì bạn đừng quên lại comment là nhà vịt hoặc là qua video của Mr. Vịt chiều nay comment là anh vịt ơi, chị Timmy và anh Phong Cận đã xây cho anh một căn nhà cực kỳ đẹp và xinh xắn. Đúng rồi. Nhớ vào coi nha. Ok, à. Rồi để mình nghĩ là mình sẽ chế một cái, ủa mình chế cái giường được không ta? Que cần que nữa để mình chế ít que, mình sẽ làm cái giường để ngủ. Anh mình chưa làm cái đuôi cho ổng á, để mình làm cái đuôi. Không, cái đuôi tôi làm rồi, tôi làm cái đuôi rồi. Đây, giường nè. Tôi làm rồi, tôi làm rồi. Ờ cái đó là cái đuôi cái gì trời ơi. Rồi đây mình sẽ để cái giường vào. Đây cái giường của tụi mày, đây cái giường của mình. Đây. Và đây ở giữa các bạn chế tạo nè. Đó, còn chỗ này là cái rương. Mỗi người sẽ có một cái rương đây. Đó. Mình sẽ bỏ chỗ của mình sẽ bỏ trời. Đây. Nè cho bà Tim Mi hết kim cương luôn nè. Đây mới đúng là cái đuôi của Mr. Vịt nè bạn. Đó để mình đi xa xa cho các bạn coi. Ok, rồi mình sẽ kiểu mà giờ mình sẽ đây mình cho kim cương, cho Tim Mi hết kim cương nè, cho đồ hết luôn nè. Đó, đây. Thôi không có cần. Ok bây giờ kết thúc video được rồi đó. Để từ từ đóng đi ra đóng cửa lại để tôi xem cái nhà. Trời khi đi khi hai ta về một nhà. Để tôi xíu. Ok, đây rồi. Mình sẽ trang trí. Ô có cái chuông không? Ok, đây là mít tới vịt rám nắng. Ổng ổng từ con vịt vàng với thành con vịt cao luôn rồi. Ê ê ê ổng ổng gọi là gì ta? Giống như kiểu mà đi phơi nắng vậy quá ông bị đen da đó các bạn. Ok anh em thì mình đã có thể cắm trại ở trên trời và xây được một ngôi nhà hình con vịt rồi là đủ được bộ ba bá đạo luôn. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của bộ ba bá đạo, đó chính là Timmy TV và anh Mr. Vịt, để subscribe ủng hộ cho bộ ba bá đạo nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, see you again. Yêu anh em vãi đời. Bye.